trong số trước, Travis và Việt Lê đã thưởng thức các món Malaysia tại Kuala Lumpur. Và trong số này, chúng ta hãy cùng ghé một nhà hàng Việt Nam ở Kuala Lumpur xem là đồ ăn Việt Nam ở một đất nước có đông dân số Hồi giáo thì món ăn Việt Nam ở đây sẽ như thế nào nhé. Và các thành phần của món ăn như là thịt heo sẽ được thay thế bằng thịt gì? Đây là món bánh cuốn mà Việt đã gọi, và bây giờ thì Việt sẽ review cho các bạn nha. Bây giờ mình ăn thử nha. Cái này có vẻ như nước mắm rưới hơi nhiều đúng không ta? Nước mắm nhiều. Nhưng mà thấy cũng có hành khô nè, có giá nè. Sao? Nóng không? Nóng. Cái này là nhân thịt gà đúng không? Chứ không phải nhân thịt heo đúng không? Dạ. Ở đây là họ làm tuyệt đối là chỉ có thịt, các loại thịt khác trừ thịt heo. Việc ăn vội đang bị phỏng lưỡi vì nóng quá. Nhưng mà chứng tỏ là cái này vừa mới làm xong đúng không? Dạ, vừa mới làm xong rất là nóng luôn. Nóng lắm luôn. Và cái vị của nó thì như thế nào Việt? Vị của nó thì cái vỏ bánh thì hơi dày hơn so với cái bánh cuốn nhà mình. Thịt của nó thì rất là mềm. Nước mắm thì vừa phải, nó chan hơi nhiều, mà nhiều như vậy nó mới vừa, chứ không thôi thì nó sẽ bị nhạt. Anh nghĩ là lấy cái đũa vắn hơn lấy cái đũa sắc nó dễ hơn. Nó hơi bị lỏng thôi đúng không? Mà giống hương vị Việt Nam không? Khá là giống. Vỏ bánh cuốn á, được một cái là nó không có bị chua, cho nên là nó là vỏ bánh cuốn khá là chính xác. Thịt gà mềm, thịt gà khá là mềm các bạn. À, ngoài ra tụi mình có gọi thêm một cái gọi là nước xả gừng do chính tiệm làm, chính tiệm nấu rất là thơm. Và Travis thì gọi một phần bún chả. Bún chả ở đây thì như mình đã nói là ở đây họ không dùng thành phần thịt heo, cho nên là họ đã thay thế bằng thịt nướng thì là thịt gà, và thịt băm ở đây, chả băm thì là thịt bò. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thử xem bánh cuốn bánh bún chả thịt, bún chả mà với thịt gà thịt bò như thế nào nha. Nước mắm pha khá là giống bún chả Việt Nam các bạn. Và nước mắm nó mà ăn với lại thịt gà nướng chứ không phải thịt heo nướng thì nó cũng khá là lạ lẫm. Lần đầu tiên ăn bún chả thịt gà. Rất là giống Việt Nam luôn. Và Việt thì có gọi tiếp một phần là bún gà nướng. Cái này nó cũng giống bún thịt nướng Việt Nam, nhưng mà ở đây họ không dùng thịt heo. Đây là phần bún gà nướng của mình. Bây giờ mình ăn thử nha. Nó có cho thêm một cái sốt nữa, giống như là sốt tương đậu hay sao, chắc là để ăn với thịt gà. Khá là lạ. Không hiểu. Chắc là trộn lên chứ trộn hay lên. Là trộn lên. Chắc là trộn với bún đúng không? Cách giống kiểu bún thịt nướng của mình, nhưng mà nó hay bằng thịt heo thì nó hay bằng thịt gà. Ở đây cái gì cũng chỉ gà, bò và cừu thôi, không có gì là liên quan thịt heo hết. Mình ăn thử cái bún. Cái bún thịt nướng không? Cái sợi bún của nó là cái sợi bún khô. Được. Xong rồi người ta luộc lên, nhưng mà mình vừa mới ăn một miếng thì nó vẫn còn cứng. Mấy cái rau ăn kèm thì khá là ngon và tươi á. Thì ăn thử cái thịt gà khá là lạ. Ừ.
gà thì mềm, ăn với cái tương đậu này cũng khá là hợp á. Nó giống như sa tay hả? Dạ. Tao không giống giống cái tương của sa tay đúng không? Vị nó không đậm bằng vị tương sa tay, nó nhạt hơn. Cái này chắc là kiểu như tương mà đậu mà để ăn với gỏi cuốn đúng không? Dạ. Hoặc là ăn với nem nướng Nha Trang.